Bởi vì sao em review như vậy? Bởi vì bữa có anh Chuyến hỏi em á, ủa tay mà sao em sơn á, cái vàng bạc á, em sơn kỳ vậy, em sơn bọc xích thì nó màu này, mà cái lóc lại màu đó. Nó dạ anh, không phải em sơn sai anh, mà đúng luôn cái xe Dream Thái là nó phải vậy. Bởi vì cái ba nóc lóc Dream Thái là một trong những cái vấn đề khó sơn nhất, và em đang sơn là màu chuẩn 100% luôn, chứ không có chín mấy phần trăm nữa ha. Bởi vì em dám bỏ đồng tiền em ra mua những cái nắp lóc tồn kho để em lấy mẫu em sơn cho các bạn, cho nên nó rất là chính xác về màu sắc. Chào 500 anh em YouTube, hoàn thiện xong 100% 304 33 61 32. Cho anh hay cho anh trai đến từ Bình Dương hay Biên Hòa vậy? 61 là ở đâu các bạn? Thì tổng số tiền này là khoảng 69 triệu. Và xe này mình dọn á, thì mình giữ lại được là bô, cạc tê và đồng hồ, yên không giữ lại được nè. Đó, thì khi một cái chiếc xe như vậy nè, bỏ tay dọn á, thì các bạn nên coi cái xe Super dọn mới của chú Thành á, từ Dream Thái dọn thành một xe Super á, thì các bạn mình sẽ giống như là trong vòng 10 xe thì mình cũng có dịp mình gặp được chủ xe của một hai chiếc, thì người ta sẽ cho mình một cái cảm nhận khi mà mình dọn một chiếc xe lại nó như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì á, khi mà review mỗi chiếc xe á, các bạn thấy em nói không à, ít nhất phải cho khán giả người ta nói, hoặc là người chủ xe người ta cho lên cái cảm nhận về à, khi mà dọn xe ở đằng Tây cái xe nó như thế nào, nó ra sao. Thì mình dọn thì anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có, những tỉnh khác cũng có, nước ngoài cũng có, ở Bắc ở Nam gì đều có hết. Cho nên là sẽ có người thì mình gặp trực tiếp được, có người mình không gặp trực tiếp được. Thì ai mà gặp trực tiếp được thì mình sẽ xin người ta một cái cảm nhận về một cái xe sau mà cái quá trình mà 2-3 tháng mình giao xe cho người ta nó như thế nào. Và riêng cái xe mà mình dọn xe Limited đó của chú Thành á, chú Thành cũng nói cho các bạn hiểu thêm một vấn đề, là ở đây là em đang dọn một cái xe cũ thành một cái xe mới. Thì nhiệm vụ của người thợ rất là quan trọng. Đó là cái gì? Đó là nhiệm vụ của em á, là em sẽ gắn kết tất cả những cái chi tiết này lại với nhau thành một khối. Bởi vì khung sườn các bạn là khung sườn cũ, lốc máy của các bạn là lốc máy cũ, và mình vẫn xài lại. Ví dụ như là xe này chẳng ba là hư luôn, em thay chẳng ba mới, cặp phục là em xài lại. Cặp phục là gì? Là phục trước nè, em xài lại. Đầm trước, má đầm trước là em xài lại đó. Đầm trước, má đầm trước là em xài lại. Ba nắp lóc nồi là em xài lại. Nắp lóc này nè đó, nắp nồi, nắp lửa, nắp ăn cá là ba nắp lóc. Rồi cạc tê là em xài lại. Phuộc sau là em xài lại. Và cái bô trên xe này cũng được em xài lại luôn. Chống đứng xe này cũng được em xài lại luôn. Trên một cái chiếc xe nó cũng sẽ nhiều chi tiết mà em sẽ tận dụng lại cho các bạn lắm. Các bạn nhìn là thấy tổng thể là cũng rất là nhiều chi tiết được em giữ lại đúng không? Đồng hồ này em cũng xài lại. Thì như vậy á, là cái nhiệm vụ của em mới là khó. Bởi vì khi mà em xài lại đồ cũ, mà em kéo cái đồ cũ đó thành lại cái đồ mới, và em kéo nguyên chiếc xe cũ thành một chiếc xe mới giống như trong hãng sản xuất lại, thì đó không phải là khó khăn hơn à. Và đâu phải là em thay toàn bộ đồ đâu, các bạn thấy đồ xài lại trên chiếc xe rất là nhiều. Thì những cái gì, ví dụ như là người khách người ta hỏi em, ủa nếu mà dọn mới lại là dọn mới làm sao, bỏ hết rồi thay mới hay làm sao, xin phép thưa các bạn là không, cái nào giữ lại được là em giữ lại hết. Và em lấy tất cả những đồ cũ đó em làm cho nó thành mới, và em gắn lên xe các bạn để mà nó ra được một xe chỉnh chu như ngày hôm nay. Rồi thì bây giờ đầu tiên là em sẽ giới thiệu về phần yên cản trước, bởi vì xe này không có cản sau. Cản sau là không sử dụng lại được. Thì ở đây yên á, là em thay một cái yên mới. Đây yên là em thay một cái yên đế sắt Dream Thái mới. Bát yên em cũng thay một cái bát yên mới. Cái móc này là móc nón bảo hiểm rồi các bạn. Rồi nắp thùng xăng, phe gài, xin báo xăng là em thay mới. Nguyên cái bình xăng này em thay mới. Cản sau này em thay mới. Đó. Thì trên xe người ta không còn phụ tùng zin, mà đang xài đồ lô hoặc là đang xài đồ zin mà nó bị mất thì mình phải thay. Đó, ví dụ như trên xe là cũ, là tình trạng là xe là cái yên lô, thì dĩ nhiên em phải thay là một cái yên mới. Trên xe thùng xăng đồ nó quá cũng nát, báo xăng đồ nó sẽ hư, tay nắm kiện sao nó hư thì em mới thay. Còn những cái nào mà xài lại được thì em sẽ xài lại liền. Ví dụ như là cũng liên quan tới cái phần khúc này là gì, là cây phục sao. Nguyên phục sao này phục hồi lại, tái chế lại thành một cây phục mới được và sử dụng lại ngon được, thì em sẽ sẵn sàng em xài lại cho các bạn liền.
các bạn phải hiểu vấn đề là khi mà mình xài lại thì cái xe của mình á nó có đem lại độ an toàn cao hay không, và cái hiệu quả khi mà cái món đồ á mà mình xài lại hoặc mình thay thế nó còn sử dụng được hay không. Ví dụ đây là nguyên cụm đuôi đèn sau, nguyên cụm đuôi đèn sau này là em thay mới, và từ cái khúc đuôi đèn sau này á nó sẽ phát sinh ra cái vấn đề là cái dáng của cái xe, cái thế của cái xe nó đẹp hay nó không đẹp, nó xấu hay không xấu là nó ở đây. Thì trước mắt là em sẽ review về phần bên này và lát em sẽ qua bên phần capo đồ sau. Thì nguyên cụm bánh sau này nè, tất cả những thứ đang chuyển động và đang quay này là em thay mới. Đùm sau, má đùm sau, căm, niền, vành, vỏ ruột em thay mới full 100%. Gấp này em thay mới. Linh kiện cho mẫu gấp rất là nhiều nha. Ví dụ như là trên gấp là cao su cái chân sau nè. Cao su cái chân sau của em nó thay là có chữ A và chữ B luôn nha các bạn. Đây, chữ A nè. Nhiều anh em kiếm những cái cao su này rất là hiếm đúng không? Nhưng mà em có và em ráp bằng phụ tùng mới, bình thường thôi, không có tồn kho, không gì hết, chính hãng mới. Rồi, cái gắp này cũng vậy, trên cái gắp này nè là nó có gì hai cái nút bảo vệ gắp để khỏi vô nước nữa, là mình phải thay mới dần ta. Những cái này nó bằng cao su và nó mấy chục ngàn một món đồ à, nó không hề mắc. Nó mắc là nó mắc nguyên gắp này, và xe rim là bắt buộc luôn em thay gắp và em thay bình xăng. Bởi sao gắp này là gắp tròn, những cái bát tăng sơn ở sau đây rất là yếu. Nếu các bạn đi một thời gian á là cái gắp này nó quét và nó bên cao bên thấp, đại khái là nó không đầm cái xe các bạn được. Khi các bạn chạy một cái vận tốc cao 50, 60, 70 rồi đó, nó sẽ sàn lát cái xe các bạn. Còn bọc xích này á, mình làm lại, mình làm đồng lại, làm rất là công phu và khó khăn nha. Riêng cái bọc xích này của dòng xe rim Thái, đúng bọc xích dinh theo xe nó sẽ cực kỳ mỏng. Cho nên làm đồng lại xong thì em có sơn một lớp chống sét ở bên trong này, còn bên ngoài là em sơn bóng dày bình thường. Và các bạn sẽ thấy rõ là ba cái màu của nắp lốc này và màu của bọc xích lúc nào nó cũng sẽ là khác nhau. Bởi vì sao em review như vậy? Bởi vì bữa có anh kia hỏi em á, ủa tay mà sao em sơn á cái vàng bạc á, em sơn kỳ vậy, em sơn bọc xích thì nó màu này mà cái lốc lại màu đó. Nó dạ anh, không phải em sơn sai anh, mà đúng luôn cái xe rim Thái là nó phải vậy. Bởi vì cái ba nắp lốc rim Thái là một trong những cái vấn đề khó sơn nhất, và em đang sơn là màu chuẩn 100% luôn, chứ không có chín mấy phần trăm nữa ha. Bởi vì em dám bỏ đồng tiền em ra mua những cái nắp lốc tồn kho để em lấy mẫu em sơn cho các bạn, cho nên nó rất là chính xác về màu sắc. Và cái mặc định của nó là nó sẽ vàng bạc của xe rim Thái, thì những cái gì chung về màu là nó là cặp phục trước. Nó quay sao mà thấy được tổng thể cái xe nha. Nó là một đôi phục trước nè, kêu là phục trước, đầm trước, má đầm trước, và bọc xích sau hoặc là cặt tê sau, đầm sau, má đầm sau, nó sẽ là một màu, còn ba nắp lốc nó sẽ là một màu riêng biệt. Cái này là em thay mới nè, cái này là em xài lại nè. Cao su các chân rồi chắc chắn em thay mới, còn số em thay mới đó. Và khi mà review sẵn em review ở bên này luôn, thì cái ba ga này thực sự là nó sẽ yếu hơn ba ga của 10 ly của em rất là nhiều, nhưng mà được một cái là nó đem lại cảm giác hoài cổ, nó màu đen. Thì em gắn hai xe là xe này và xe Ember. Còn thực sự nếu mà anh em nào mà muốn đỡ đồ hoặc cái gì trên ba ga này, nó yếu lắm nha, mình cũng nói trước luôn, nó chỉ được cái là nó đẹp và nó giống những cái xe hồi xưa, cho nên mình trả và lại trả. Mình cũng hỏi trước là anh thích ba ga này hay ba ga inox đó. Cái xe này anh sẽ dọn lại làm kỷ niệm, anh tặng lại cho ba của ảnh, cho nên là mình mới gắn vậy. Giống như là mục đích sử dụng là gì, là người lớn tuổi người ta sử dụng, chứ không phải mục đích sử dụng là một cái thanh niên thì hoặc là ai mà muốn giờ độ chắc chắn thì nên sử dụng ba ga inox 10 ly. Còn cái này là chỉ làm kiểu cho nó đẹp, nó yếu lắm, ai xài rồi không biết. Với lại những cái này nè, lát nữa cái này em cũng nói chủ xe em gỡ bỏ luôn. Camera tới đây nè em, nè các bạn coi nè, em đẩy ra cái là đầu nó rớt ra nè đó. Em đẩy ra là cái là đầu đi ra đó, đẩy ra cái là lấy nó ra luôn. Thì em nói trước em sẽ gỡ bỏ, mà để chủ xe lên đi em hỏi thử luôn rồi em gỡ bỏ cũng được sau. Rổ đây đợt này mình cũng giới thiệu các bạn là những đợt rổ này thì sau này không biết còn mua được hay không, nhưng mà trước mắt mà còn á, mà anh em nào lớn tuổi cứ chơi cái rổ vậy đi. Bởi vì rổ này nó có được cái tem rổ màu vàng rất là đẹp, chuẩn đúng không? Rồi về cái quả đào trên bẩn nè, cũng vậy, đợt này nó còn sản xuất đồ Thái mới, giống đồ tồn kho hồi xưa, đó là màu xanh ngọc bích. Chứ còn bình thường là nó màu xanh mực đậm, nó khác. Logo đợt này nói chung giờ một cái xe khi mà em trả về lại nguyên bản giống vậy nè, thì hiện tại hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2022 thì là rất nhiều phụ tùng dinh chính hãng thay thế mới được, không phải mua bất cứ đồ tồn kho gì hết.
đủ để các bạn dựng lên một cái xe nó đẹp giống như cái xe hồi xưa. Từ thế cái chiếc xe chất liệu món đồ ở trên món đồ nó có cái hiệu gì. Còn những cái món đồ nào mà cũ theo xe xài lại được thì em xài nữa, em kết hợp cân đối rất là đều cái xe. Cho nên là nhìn cái xe các bạn á, chỉ cần giờ cái xe này để chừng 2-3 năm là bắt đầu nó xuống màu đều, chưa chắc là các bạn sẽ phân biệt được là cái xe này là cái xe dọn mới hay là cái xe tồn kho đâu nha. Nguyên cái xe chưa đổ xăng luôn á là nằm ở đây, chất liệu nước xi, chất liệu nước sơn. Và từ cái thế cái xe khi mà dựng lên, cái người mà dựng cái xe lên, những cái nhân viên bên em người ta dựng lên thì cái thế xe nó cho rất là đẹp, cho nên nó sẽ là một hài hòa, một khối tổng thể với nhau đó. Hay nhất là cái gì? Hay nhất là khi mà em giữ lại đồ cũ mà nhiều anh em không biết em giữ lại đồ cũ mà anh em tưởng em thay đó. Ví dụ như là gì, làm đồng một cái bô, làm đồng cái bọc xích, và đây cái bô em giới thiệu chính xác cho các bạn luôn, bô 1985 zin theo xe, em cứu lại cho chủ xe. Rồi camera quay cận cảnh cái bô nha. Đó. Thì những cái bô này á là bô zin trên xe người ta luôn. Thì năm ăn năm thua tí. Quay đi tí. Bô này năm ăn năm thua là sao? Là ví dụ có những cây em cứu được, có những cây em cứu không được. Và có những cây á, nếu mà nó hư ngay vùng này nè, nó mục ngay vùng này là mục trên dàn chữ nè, là các bạn sẽ không bao giờ cứu được. Và bô này là gì? Bô này là bô 1985, có đồng tiền tròn và có chữ S. Chữ S đằng sau này và đít le. Có nhiều người á đó, đít đây le lên rồi có chữ S đằng sau luôn tí. Thì có nhiều người á, người ta không biết, người ta nói bô 1985 á mà đít không le là bô lô, nhưng mà không phải đâu. Le là gì? Nó le chỗ cái bành này nè. Đó rồi em phải quay được cái góc xéo xéo người ta mới thấy được nó le. Đó, thì thực sự nó sẽ có đời le và nó có đời không le, chứ không phải là bô không le là bô lô. Nó cũng 1985. Thì vài bữa tới cái xe tứ quý chính mình ráp xe tồn kho, mình sẽ cho các bạn biết là 1985 có đồng tiền, rồi 1985 không có cái dòng này, nó chỉ có dấu thập thôi. Rồi 1985 không có chữ S luôn, là ba đời bô, rồi thêm bô M2 nữa. Đã lắm nha các bạn. Bô M2 mà bô M2 mới luôn. Có. Thì ở đây mình được cái là gì? Ráp phụ tùng gì thì nói phụ tùng đó. Em ráp đồ lô em cũng sẽ sẵn sàng em chia sẻ với bạn em ráp đồ lô. Miễn là xe các bạn chạy ngon, miễn xe các bạn đẹp là được. Em ráp đồ Trung Quốc em cũng sẵn sàng em nói đồ Trung Quốc. Các bạn coi những clip sửa chữa từ cái máy riêng 100 lên máy 110 đồ á, em xài bơm nhớt Trung Quốc, em nói bơm nhớt Trung Quốc à. Đó. Rồi ở đây xe này thì cái giò đạp này là không có, em mua nguyên giò đạp khác nè. Sắc nét rõ ràng cụ thể. Rồi đây, đây là những cái mà em chia sẻ nè. Thì cái này các bạn đi về, nói chung về anh em nào rảnh thì ở nhà tự thử này lên. Làm chi em bảo vợ lại em sơn một chấm reset ở dưới các bạn, để cái niền này có thể các bạn là sử dụng tiếp 10 năm 20 năm nữa. Bọc sơn vậy, bọc sơn thì em sơn chấm reset màu bạc, còn cái niền thì em sơn chấm reset màu cam. Có gì là em chơi ở đó. Để làm chi, để khi mà hết đời một cái chiếc xe này, bắt đầu em dựng lại là bắt đầu hết đời rồi, 20 năm rồi, hết một đời chiếc xe đi hơn. Nó sẽ sống tiếp một đời nữa, là cho nó tiếp 20 năm nữa. Ta hỏi em là dọn được một cái chiếc xe vậy thì đi 1 năm 2 năm hay không? Có người hỏi nha. Mình chỉ cười mà nói chắc chắn là sử dụng tiếp được 20 năm. Em đảm bảo luôn là má, nếu mà cái YouTube mà 20 năm sau mà nó còn trường tồn á thì có thể các bạn sẽ thấy được những cái xe rim nó vẫn còn tồn tại, nó sẽ rất là hay và rất là ý nghĩa. Bởi vì sao? Vàng đồng, vàng khung, vàng sườn đều được trả về lại nguyên bản và sử dụng phụ tùng zin chính hãng. Và khi mà em làm lại, em biết cách xử lý nó, em biết cách nâng niu món đồ. Tiếp đó là trong vòng 20 năm đó sao, dĩ nhiên là các bạn cũng phải đi, nó cũng phải hư, nó cũng phải sửa, rồi các bạn cũng phải tung té hay gì đó. Mình có dọn một xe phu trường một cho ông chú, là bữa giờ em dọn xong là ông chú cũng đi chứ không phải ông để ông chân nha. Thì ông đi được 2 năm 3 năm gì rồi đó, thì bây giờ ông chuẩn bị, ông lớn tuổi rồi, ông khoảng 55 56, ông chú đó rất là lớn. 55 56 tuổi thì bây giờ chú lấy cái xe phu trường 1 đó, chú đi Đà Lạt luôn, thì chú đem qua nè, chú làm gì? Kiểm tra canh chỉnh và bảo trì. Làm gì? Thay bố nồi, kiểm tra bít tông bạc, xé xuống bắp, xuống bình xăng con. Đó, đá trứng cút ở lộn, không có đá trứng cút nha, quên. Cái đó của mấy thằng trẻ trẻ. Thì là ông kiểm tra lại nguyên toàn bộ xe đó chi. Bắt đầu là ông lấy ông đi tour Đà Lạt,
chọn 50 mấy tuổi mà chở thêm vợ mà đi Đà Lạt là thực sự là rất là khỏe và rất là tốt nha các bạn. Bởi vì như Tây đây mà giờ kêu Tây chạy một mạch từ đây lên Đà Lạt là Tây thua á, Tây không có đi nổi đâu. Thì các bạn muốn mà một cái xe tốt thì 1 năm bảo dưỡng một lần, 2 năm bảo dưỡng một lần, kiểm tra 4 tháng nhâm sinh dĩ bạn bánh đồ. Thì dĩ nhiên cái xe các bạn chắc chắn là phải sử dụng tiếp được 10 năm, 20 năm sau rồi. Còn để mà một xe mà đi ợn 20 năm không thèm sửa chữa gì luôn chắc chắn đâu, còn trừ khi dựng ở nhà thôi, đúng không? Vậy là bây giờ em kết thúc xong 100% cho xe rim Thái dọn mới 30433. Và khi mà em quay một chiếc xe về á thì ngày hôm nay luôn tất cả em, nhân viên của em hay gì đó đều giống như mình làm đúng quá rồi, giống như là mình làm đúng với lương tâm của mình á, chứ không phải là em nói là em làm đúng về nghề nha. Không phải là em bắt đúng từng ốc sơn đúng màu này, em không dám nói hơn người này người kia, nhưng mà cái lương tâm nghề của em làm đúng. Ví dụ như là con ốc chỗ này là phải ốc số 10 có chỉ, làm phải bắt ốc số 10 có chỉ. Rồi ví dụ con ốc này phải là ốc Thái thì em mới xài con ốc Thái. Rồi cái lông đền này nè các bạn, là một trong những cái khó khăn nè của xe rim Thái nè. Lông đền xi bóng hay là kêu là xi ken dày, siêu dày 3 ly là nó phải là lông đòn này đó, chứ em cũng không có thay. Và ở đây là tới 3 lông đòn nha, 1 cái, 2 cái, 3 cái là em đang soi vô những chi tiết nhỏ các bạn luôn nè. Ốc cùng xăng nè, đó là ốc chấm bi, thì là ốc cà tê cũng là chấm bi, em sẵn sàng em soi. Rồi ví dụ ốc có xăng nè, ốc số xăng số 10 có chỉ là phải số 10 có chỉ. Ở đây là mình quay là cận cảnh chi tiết từng món đồ đó mà cho các bạn thấy làm là không phải làm dối, làm là làm đúng với lương tâm nghề của mình. Thì khi mình làm đúng với lương tâm nghề của mình đó, thì mình không có sợ ai hết á. Ví dụ như có sao nói vậy, em dọn cái xe đó, các bạn đó, 60-70 triệu à, không phải em đang dọn cho các bạn cái xe 200-300 triệu. Thì em cũng sẽ có những dọn những cái xe 200-300 triệu cho các bạn coi đó. Rồi ví dụ nè, ở đây là em mua phụ tùng mới em ráp thôi, nhưng mà cầm công tắc đâu, mí luôn nè, ôm rất là đẹp và rất là đều. Cho nên là nhiều người ta đánh giá, người ta nói là khi mà em dọn một chiếc xe á, nó ráp lại á, kêu là đẹp hơn và chuẩn hơn là như vậy. Bẩn đồ như vậy nè, các bạn coi mấy bẩn đồ rà rất là sát hơn. Các bạn đừng nghĩ là mua đồ mới ráp vô rồi lấy nha, không có đâu. Đó, cái đồ hở khoảng cách rồi, cho em quay mặt nạ trước luôn nè. Đó, quay góc này nè tí, đều ôm đồ đồ nha. Thật sự là anh em nào có dọn đi, có dọn, có chơi rồi sử dụng một chiếc xe rim Thái thì các bạn sẽ biết á, là những cái vấn đề này em nói nó đúng và nó chính xác và rất là chu cây đó. Rồi mà tổng thể dán một xe rim Thái là rim gì, là rim cao, dọn cho nó cao được. Dọn cho nó cao được là sao, là phải kiếm những clip em dọn xe em nói dọn cho nó cao được cả là một vấn đề rồi, chứ đừng có nói là rim Thái cao mà dọn thành cho nó lùng. Phải suy nghĩ nha, rim Thái là rim cao đúng không, rim cao là phải dọn cho nó cao, suy nghĩ đi nha. Em có nói ở những cái xe trước tại sao nó cao và tại sao nó lùn. Rồi em cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn có một đêm vui vẻ. Nhớ follow kênh Tay Con Nỉa của em, bấm đăng ký kênh nha. Đánh giá sơ bộ trước không quay thấy mặt nên là không sao gì hết. Đẹp quá, đẹp quá. Chỉ có quên cái là cái vụ tem trắng ha. Ừ. Rồi mà nó chở tháo ra mất công, giờ đó tháo sao tiệt coi tem đi theo luôn. Còn 2 cây số nữa là 400 ngàn, nên có để tại giờ cũng phải đi chứ. Uống cà phê không? Dạ được rồi, anh uống gì em? Không không, anh sang cho con nè. Ủa nhưng mà anh là cũng dưới Bình Dương luôn hả? Hả? Ủa chứ bữa anh nói anh ở bên Gò Vấp hay ở đâu? Đâu có? Bình Dương. Dạ. Nhưng mà giống như bữa gửi sẵn để cho anh, gửi thẳng cho anh Sen để anh Sen nhận cho dễ luôn á chứ gì. Đúng rồi. Anh Sen uống gì? Anh kêu rồi. Dạ, dạ em đang uống nước ngọt. Em long lanh ha. Bô đó, bô em xe mình còn luôn á. Bô ấm nè. Bô của mình, bù của mình, cặp tê của mình, ba món đó không à, đủ giá trị rồi. Ông nôn lắm. Hôm bữa cho ông coi hình á. Dạ. Ông nói vậy chừng nào có, nói cái này
hả, mà giờ nói mà thấy yếu quá gỡ bỏ, đa số gỡ bỏ mà đẩy cái lại ra. Ông nói chừng nào có, nó tháng nữa, ông nói gì lâu dữ vậy. Chủ yếu chạy kỹ đồ để kiểm tra đồ chứ. Chăng là đổ đầy luôn á. Ủa anh đi xe gì lo vậy? Tôi chở rồi đó. Nhưng mà ý là đâu có đậu nghiêng đâu đúng không anh? Đâu lấy là có nghiêng cái xe không, để hút xăng ra bớt, tại vì em đổ đầy. Nghiêng cái xe chở. À mình là đi. Không cần nghiêng cái xe gì hết đúng không? Đỡ hả mà có. À vậy tưởng đâu hả mà ấy quá em hút xăng ra bớt lại, xăng đầy quá. Em đổ đầy xăng á. Sao phụ mà ba anh em chơi chung đó giờ. Bồ nghe ấm khác cái ngày là 43 đúng không? Phải khác chưa? Quá xuất sắc. Thì để em sắp xếp cho mấy nó. Tới tẹt tẹt đường đó. Mở cái xe lên luôn. Tin ra cục xe cho mấy nó, em tin cái xe này đẩy lên trên đi. Gì không? Đúng rồi. Mấy tháng ta? Bữa đưa em lúc nào ta? 5 tháng. 2. 9 tây tháng 2. 9 tây tháng 2. 4 năm tháng. Ăn Tết vô xong á. Đúng rồi. Đồng hồ đó là đồng hồ cũ của mình, giữ lại kệ mới đỡ cỡ hai số rồi, đến giờ đi tèn tèn đồ nó giờ mơ lại. Giờ mình quay cho nó về không được không? Cái này chạy có hai cây số nữa à. Giờ định để luôn hả? Về đưa cho ông chụp hình. Ừ, ổng chạy vòng mấy vòng ra quán phê với bạn ổng nữa lên hai cây à. Ừ. Này chạy ở đây ra đầu đường à, lên cây số thôi. Rồi rồi. Để chỗ quay cũng lên. Ờ. Ừ. Dạ. Chân cẳng đâu yếu không vậy?